Ấn Quang Đại Sư khai thị về tu trì. Lễ tụng trì niệm, các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ. Nếu thành kính cùng cực, thì công đức sẽ như trong kinh nói, dẫu thuộc địa vị phàm phu, tuy chưa thể viên đắc, nhưng sở đắc của người ấy đã khó thể nghĩ bàn. Nếu không thành kính, sẽ giống như diễn tuồng, khổ, sướng, buồn, vui đều là giả vờ, chẳng do nội tâm phát ra, dẫu có công đức cũng chẳng thể vượt khỏi si phước trong nhân thiên mà thôi. Nhưng ắt sẽ lại ỷ vào si phước ấy, tạo ác nghiệp, cái khổ tương lai khi nào hết được. Hãy đem ý này bảo khắp bè bạn, ngõ hầu tu thì phải chân tu, hành thì phải thật hành, lời ấy rộng khắp. Một pháp niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng nhất, lớn nhất, nhưng phải khẩn thiết, chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu biến trễ, lười nhác, không mãi mai kính sợ, dẫu gieo được diễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn khó thể tưởng được nổi. Dẫu cho được làm người, sanh lên trời, trọn khó thể dự vào hải hội. Đối với tượng Phật, nên coi như là Phật thật, chẳng thể xem như đất, gỗ, đồng, sắt, vân vân. Kinh điển là thầy của tam thế chư Phật, như xá lợi của Pháp thân Như Lai, cũng nên xem như Phật thật, chẳng được coi như giấy mực vân vân. Lúc đối trước kinh tường, nên như trung thần thờ thánh dương, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế thì không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ. Nay những sĩ đại phu học Phật thì nhiều, nhưng thải đều là đọc kinh văn, hiểu ý nghĩa, lấy đó để ăn nói. Hồng được tiếng là một tay thông gia mà thôi, còn như cung kính chí thành, y giáo tu trì thật khó được mấy kẻ. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, thì phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính, thì tiêu tội nghiệp một phần, tăng phước huệ một phần. Có 10 phần cung kính, thì tiêu tội nghiệp 10 phần, tăng phước huệ 10 phần. Nếu không cung kính đến nỗi khinh nhờn, thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Nam mô A Di Đà Phật.